Em ơi, em là cả thế giới của anh. Chồng hai em con hồng, tức là chị Thiện con hồng, có thêm một con trai đức chí quá tuyệt vời. Và xin phép được chúc gia đình chị nha, chị Thiện có thêm một con con quá tuyệt vời luôn. Đó là điều mà tất cả bà con đều cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc của hai cháu. Mình mong các bạn mình là sống với nhau và bạn sẽ mong ngọt vui chia sẻ quá đấy. Sao tới tụi cái hát là tụi mình cũng nặng lắm á. Nặng nhất luôn á. Ai cũng tỉnh táo. Ai cần cái góc nào kiên định quá. Mọi người sống kiên định quá.
gia đình dì ba, dưỡng ba chúc mừng hai con Duy và Hạp trăm năm hạnh phúc. Dì Tư thật sự rất vui khi con đã tìm được nửa kia của mình. Hôm nay là ngày trọng đại của hai con. Gia đình dì Dưỡng Tư chúc hai con có một cuộc hôn nhân thật ấm áp, thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Hai đứa con thì luôn luôn yêu thương nhau, nắm tay nhau thật chặt, chia sẻ cho nhau những khó khăn trong cuộc sống. Con hãy luôn luôn ghi nhớ, hạnh phúc đơn giản là từ sự cho đi. Hãy nuôi dưỡng và tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc mà con đã chọn. Gia đình luôn luôn yêu thương và bên cạnh các con. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Ông bà ngoại chúc mừng hai con trăm năm hạnh phúc. Biết không, mẹ vợ của Duy không cho người khác gọi Duy là con rể, tại vì mẹ thương Duy như là con trai vậy. Mẹ kêu đây là con trai của tôi. Và ba Quang của Duy cách đây mấy ngày thôi, khi mà Duy lên ở Đà Lạt chuyên ở nhà vợ ngủ chung giường với ba, thì sáng dậy mở mắt dậy Duy thấy là một cái mền ấm áp đắp sẵn trên người Duy từ đầu tới cuối. Và thật sự đó chính là ba vợ của Duy đó mọi người ơi. Cuộc sống con 26-27 năm nay, ba chưa bao giờ nói là yêu con, nhưng mà cách ba chăm sóc con
nói là ba yêu con như thế nào rồi. Hai mươi mấy năm nay ba Duy chưa giờ để Duy thiếu thốn bất cứ thứ gì. Khi mà Duy nói Duy muốn gì, ba không nói là ba có ngay, mà ba chỉ âm thầm ba chăm sóc Duy, ba tận tâm lo cho Duy từng chút một. Và ba chưa bao giờ dặn Duy là con phải trở thành người đàn ông như thế nào hết. Nhưng mà cách ba sống là một tấm gương không thể nào hoàn hảo hơn cho Duy rồi. Cảm ơn ba rất là nhiều. Lời ăn, tiếng nói, cách cư xử, cách đối nhân xử thế cũng đều là từ mẹ mà ra. Con biết là mẹ đã được chịu nhiều áp lực từ những ngày đầu nuôi con. Và để tới giây phút bây giờ, con bước sang một cái chương mới của cuộc đời rồi. Thì con vẫn là con trai của mẹ thôi. Nhưng mà con muốn mẹ tin tưởng con là con đã thành một người đàn ông và sẵn sàng chăm sóc người phụ nữ thứ hai của đời mình rồi. Con muốn mẹ hãy là vui lên và chúc phúc cho tụi con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Người ta thường nói là người nghệ sĩ nhạy cảm, bay bổng, một cầu thủ mạnh mẽ, quyết liệt là hai hình ảnh đối lập, không thể đi cùng nhau. Hôm nay là lễ cưới của một người rất bình thường đối với nhiều người ngoài kia, nhưng lại là một nhân vật rất đặc biệt của tất cả những người có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Là người nhạc trưởng, là linh hồn của nhóm nhạc Konoha Ninja, là người đối phó, là chiếc răng nanh của đội bóng Mad Dog, là một chiến binh và là người chồng, là điểm tựa vững chắc của người phụ nữ đẹp nhất ngày hôm nay. Trái tim quả cảm của Mad Dog ngày hôm nay đã đóng thêm một trái tim khác ngay bên cạnh mình, và mong rằng cả hai sẽ cùng nhịp đập. Bài hát này không có bản thu nên sau này khi buồn Duy khó có thể nghe lại được. Đà Lạt có nắng, có gió trời trong, và có đôi mình. Làm người trong năm đôi. Có những cái câu hỏi giống như là khi nào mình cảm thấy là mình chuẩn bị để mình có thể cưới được rồi á. Có người nói là hai người phải thông cảm, phải thấu hiểu nhau, phải nhịn nhau. Nhưng mà nhìn Duy với Hạt thì con rút ra được một cái điều á, đó là chỉ cần mà mình có đủ trách nhiệm với lại những cái yếu điểm của mình cho nhau là có thể bên nhau hạnh phúc rồi. Hai bạn giống như là hai cái mảnh ghép rất là tuyệt vời. Thank you.
hôm nay đã trưởng thành đi lấy vợ rồi nè. Chúc chúc cho Duy Hạc trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng hai con. Happy wedding. Chúc mừng đám cưới Duy với Hạc nha. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Chúc gì đám cưới vui vẻ. Thiệt là vui vẻ nha. Happy wedding. Hôm nay là ngày vui của hai bạn, thì chúc hai bạn luôn hạnh phúc, vui vẻ, hòa thuận với gia đình hai bên. Chúc hai bạn có baby sớm nha. Bye bye. Trăm năm trăm cõi người ta, dù Duy có vợ thì vẫn là cù đen. À nha, thì mình vẫn là anh em. My friend, listen up boy. He's a trap, a very dangerous place. Don't go to that place. You have to pound here. You have to pride here. Why? Why you have to do all of these things? Come back here, my friend. You're not an idiot. Chúc mừng Duy. Chúc mừng Hà. Đôi chim con cua. Sớm với cháu. À quên, sớm với con. Nhân dịp đám cưới thì chúc hai đứa không gì khác thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên nhau và cùng nhau vượt qua những khó khăn giống như là hai đứa đã cùng nhau vượt qua từ trước đó giờ. Khi tụi bay có con, ta sẽ tặng cho tụi bay một bộ sản phẩm chăm sóc em bé của Unilever, gồm Comfort Baby, Omo Baby, Sunlight Baby nha. Nhớ mua hàng U nha. Dạ, các bà con, cô bác coi clip này cũng nhớ mua hàng Unilever ủng hộ giùm tụi con. Hey, happy wedding Duy và Hà khen. Vậy là chị nhớ là đã 5 năm trôi qua rồi á, Duy gặp Chi lần đầu và nói là: ê Chi, Duy mới chuyển công ty, mà mới vô công ty hả, nhỏ bạn của Chi nó có nhìn Duy hoài luôn, nhìn Duy chằm chằm luôn. Và nhỏ bạn đó chính là Hạc đó. Vậy là hai người bây giờ cưới nhau luôn rồi, quá thần kỳ luôn. Ê, xin chúc mừng hai bạn hen. Cảm ơn mày. 14 năm qua mày là một phần của tuổi thơ của tao và quá trình lớn lên của tao nữa. Những lúc cúp học, chơi net, mơ làm rapper, đá banh đá bóng, hoặc là những lúc bị đại ca tưởng là hai đứa mình BD, hoặc là mình đèo nhau trên chiếc xe đạp 307, hoặc là quá nhiều thứ để mà có thể nói về cái điều này, đúng không? Tao sẽ không bao giờ quên. Nó không những là những hoài niệm tuyệt vời, nó là những thứ mà hình thành lên con người tao bây giờ. Bỏ lỡ cái đám cưới của mày là một phần tao tiếc nuối nhất, một trong những thứ tao tiếc nuối nhất. Không phải lúc nào tao cũng nói ra, và anh em mình thì có những cái thăng trầm riêng của chính bản thân mình, nhưng tao luôn coi mày không chỉ là một người bạn thân, mày là người anh em của tao, là gia đình của tao. Và tao tin chắc rằng anh em mình sẽ còn nhiều cái kỷ niệm tuyệt vời sắp tới nữa. Và cùng với tất cả mọi người ở đây ở lễ cưới này, happy wedding Duy và Hạc. Peace out. Và cuối cùng thì hai bạn về chung một nhà. Mà tôi biết là Duy á, ở trong đội bóng á, là cá mập. Nhưng mà sau đêm nay thì Duy chỉ là cá con của Hạc thôi. Và khi mà hai người về một nhà rồi thì sao ạ? Rồi thì mưa to cũng giận, nắng gắt cũng giận, cúp điện cũng giận, trăng sáng cũng giận, nói nhiều cũng giận, nói ít cũng giận, anh cười cũng giận, anh khóc cũng giận, cái thằng trong phim nó chết, giận con mèo hàng xóm đẹp hơn, giận không lựa được đồ để mặc, giận trà sữa không ngon để túi, giận đôi khi em còn bắt thức các ông trời sáng nắng chiều mưa không thích nào mà dự báo, anh thì yêu em sẽ mãi mãi không rời, thế là em bảo để em giận ở trường hao, mặc kệ lũ bạn cười khích, bộ anh vẫn xịn nhất vẫn là em, yêu em bởi vì cái tính mà chính cái tình anh mới dính em. Em ơi đừng lo em nhé, nắng mưa thật thường dối nhau, nhưng tim này nguyện yêu em thôi, nguyện bên em mãi.
cho nhau cả đời. Yêu em suốt đời, mình bên em giận thì giận mà thương thì thương. Không cần trưởng thành em là người anh yêu. Giận thì giận mà thương thì thương, vì tính của em chỉ mỗi mình anh hiểu. Giận thì giận mà thương thì thương, không cần trưởng thành em là người anh yêu. Giận thì giận mà thương thì thương, vì người em yêu là Hà Đức Duy. Yeah yeah. Như cái lần hấp dẫn vậy, nhưng không hấp dẫn bằng em. Quen nhau từ những ngày nắng, yêu nhau từ những ngày mưa, trải qua bao vì mặn nắng. Em còn nhớ chuyện ngày xưa, anh đã bao lần đưa đón và đèo em trên con dream. Em đã ôm anh thật chặt để anh gõ cửa con tim ngơ ngác vì em, con tim sơ sát vì em. Đôi tim cũng lấy em ơi, có thấy có cần anh lấy em xem. Em người Đà Lạt nhưng tính em không nhạt đâu, và em là mồi ngon đã phải anh phải cắn câu. Come on. Không phải dễ chất nên flow anh không thoăn thoắt. Anh là Đức Duy nên yêu em không từ bi. Nếu ai đòi hỏi anh về đôi dòng punchline, bài này tặng em và sẽ có một không hai. Nếu tình đầu là tình vỡ tan thì yêu em là điều xứng đáng. Nếu thương em là điều trái ngang thì anh nguyện không thẳng hàng. Tình dành cho hạt là tình cuối mà anh mang. Cưới hạt về rồi thì đời anh. Cause when you're rolling me, loving me, holding me. Oh, what can I do? I get a rush coming over me. Baby, I'm totally at the mercy of you. I can say that I'm feeling you. Then I start missing you. You're honestly wanting you back. Cause you're the best bad habit. You are 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 the best bad habit. Không ngờ là anh làm tất cả những thứ này vì em. Tại vì là trước giờ em chưa bao giờ thấy được ai làm việc vì em hết trơn á. Em xúc động kinh khủng khiếp luôn mọi người ơi. Em ơi, em là cả thế giới của anh. Trên đời này chỉ có hai người phụ nữ hiểu anh tới vậy. Đó là mẹ của anh và đó là em Hồng Hạc. Hạc hiểu anh trong tất cả mọi thứ. Ánh mắt anh nói gì, anh muốn gì, anh không thể giấu được Hạc. Em biết là anh yêu nhạc tới mức nào rồi. Anh yêu âm nhạc vô cùng. Và em chính là thứ âm nhạc hay ho nhất, dịu êm nhất, đầm thắm nhất, sôi động nhất, lãng mạn nhất. Và em chính là bản tình ca ngọt ngào nhất trong cuộc đời của anh. Có gì rất hiền, có hạt yêu mềm, trong tim ta trái tim nói dịu dàng lên tiếng. Bên tình ngây ngất, đơn tình lần lần, còn chờ gì nữa, xin anh ôm gì vào lòng. Trái tim này sẽ không quay lưng lại, sống cho bao chẳng chẳng đổi thay. Yêu nhau thôi. Mình có tim,
Xin tạm biệt và hẹn gặp lại một dịp đi chơi xõa gần nhất.